tội nghiệp quá. Con chào các bác các chú nhá. Dạ. Dạ con chào gì? Dạ cháu là Hào Duy Khánh ạ. Dạ em lên bên phục nhiều lần rồi. Dạ dạ dạ. Cháu là bên Đoàn Thiên Nguyên. Dạ. Hai hồ đỡ nhông ngàn cái khó khăn. Dạ. Thì đây là bà ngoài của hai cháu. Bà ngoài á? Bà ngoài của hai cháu. Dạ dạ. Hôm nay gì ạ? Con cũng biết tin là mẹ của các cháu ấy không may xảy ra một cái vụ tai nạn rất là tội nghiệp, rất là thương tâm. Dạ, cho nên là con cũng đang có dịp ở gần đây. Con qua con chia buồn với gia đình mình một chút. Dạ. Vì thay mặt cảm ơn các cháu có lòng để giúp đỡ hai cháu. Mong cho hai cháu có một cuộc sống sau này tương lai tốt đẹp hơn. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn. Vâng, con đi vào thắp cho chị nén hương. Dạ dạ. Mẹ và cháu ấy thề lắm trước. Dạ. Cháu ra đi thề lắm. Vâng. Ây mà, chỉ cái thương tiệt mãi thôi. Con có gì mất đi đâu lắm. Thương ai thì cháu, thương ai cũng biết năng. Ây mà cháu đừng có nói cơm được cho cháu nào. Cho anh cháu đi học tội nghiệp chỉ đúng không nhỉ? Ở ngoài 39 tuổi đấy. Vâng. Trời lắm mà cháu ơi. Dạ, tội nghiệp quá. Đây là... Đây là đứa gái, hai đứa con. Cháu đắc lớp 12. Cháu gái học lớp 9. Dạ. Tội nghiệp quá. Đứa gái này cháu. Vâng. Là chị là chị là con đầu của chị. Sự cố xảy ra như nào cháu sang bên này được? À cũng bị tai nạn. Dạ. Là chị nhà mình là bị xảy ra cái sự cố như thế nào đấy bà hả? Dạ khi vợ chồng chị ra thì cháu đã mất là hàng xung quanh những khách người hành khách đi qua họ đã đắp chắn sẵn rồi. Vâng. Nên như cái bị tai nạn sao thì chị cũng biết luôn. Dạ dạ. Dạ. Chị biết thế thôi. Hôm đó là chị là đi làm. Đi làm, trên đường đi làm. Dạ. Bị lúc mấy giờ bác? Xung quanh đó họ nhận thấy thì cỡ 6 rưỡi. 6 rưỡi sáng á? 6 rưỡi sáng hôm qua đấy. Vâng. Vì ở nhà là 8 giờ sáng bữa nghe tin. Dạ. Ra đó thì thấy là chiều đã đắp chạo rồi. Vâng. Dạ. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp. Quý vị ạ, ngày hôm nay Khánh đang có mặt ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình quý vị. Và biết đến một cái câu chuyện rất là thương tâm trong một cái gia đình cũng rất là nghèo. Khi mà hạnh phúc thì không có tròn vẹn. Bố thì đã có gia đình mới. Một mình mẹ nuôi hai đứa con đang trong cái độ tuổi ăn học. Và không may thì ngày hôm qua trên đường đi làm thì chị đã xảy ra một cái vụ tai nạn rất là thương tâm và cướp đi cái sinh mạng của chị rồi. Tội nghiệp quá. Để lại cho chị bây giờ là còn ngoài. Hai để lại cho bà ngoài là hai đứa cháu đang trong cái độ tuổi ăn học, tội nghiệp. Tội nghiệp quá. Thế bây giờ là bên chỗ mình đã biết là ai là cái người gây ra tai nạn chưa bà? Dạ, gia đình cũng không biết luôn. Không biết công an là biết thế nào cho gia đình cũng không biết. Dạ. Chỉ có công an mới biết thôi, là còn gia đình không biết gì cả. Dạ. Tội nghiệp quá. Các cháu cố gắng kìm nén nỗi đau nhé. Chú biết là các cháu rất là đau, rất là buồn. Đấy. Lúc mà bây giờ trong một cái gia đình mà bố thì không còn ở với mình nữa, mà một mình mẹ nuôi các cháu,
mà bây giờ mẹ lại xảy ra cái như này là các cháu rất là đau khổ, rất là xót xa. Thế nhưng mà mình cũng phải cố gắng kìm nén nỗi đau nhé, để tiếp tục mà hương khói cho mẹ, rồi để còn lo cho học tập nhé. Thì hôm nay Khánh ra đây cũng để thăm hỏi gia đình, cũng cùng với là trò chuyện đồng viên các cháu, và đồng thời thì cũng thay mặt cho một vài nhà hảo tâm có chút quà để đồng viên cho các em. Thì bây giờ chúng ta ra phía ngoài trò chuyện một chút. Ba Hà. Dạ. Dạ. Quý vị ạ, ngày hôm nay Khánh đến đây thì rất là đông đảo bà con hàng xóm, anh em nội ngoại cũng rất là thương xót cho số phận của chị là mẹ của hai cháu nhỏ ở đây, và đang đến đây để đồng viên các cháu rất là đông. Bây giờ là mình vẫn chưa tìm được ra cái người mà gây tai nạn cho chị. Dạ, đến hiện tại gia đình chưa biết. Dạ. Cũng đang trong nhờ cây và công an đấy. Dạ, dạ. Là cái xe đó là xe tải hay là xe khách hả bà? Xe ben to. Xe ben to hả bác? Dạ. Sợ nhỉ. Bình thường là chị đi làm công việc gì mà đi sớm thế? Thời gian trước là chị mì máy ở trong Đồng Hới. Nhưng thời gian gần đây là chủ của Đồng Hới là chuyển qua chủ Hoàn Lão. Tiếp chuyển công nhân ra ngoài Hoàn Lão luôn. Dạ. Là làm ngoài Hoàn Lão. Là buổi sáng là chỉ phải sáng đi sớm 6 rưỡi trên đường đi làm. Đi sớm, ra Hoàn Lão để đi làm đấy. Dạ. Tội nghiệp quá hả? Thế bây giờ là cái xe mà gây tai nạn cho chị là xe Quảng Bình mình hay là xe tỉnh khác à bà? Như nói thật với cháu là gia đình cũng không biết luôn. Lúc mà cỡ hơn 7 giờ mà vợ chồng gì ra là thấy chiều nó đắp cháu tay đó rồi. Xe thì không thấy. Dạ. Người cũng chẳng thấy luôn. Dạ. Yeah. Ồ. Sao lúc này con nghe chú hay là ai đó? Lúc này con nghe ai đó nói rằng là có biết được biển số xe rồi mà. Người ta nói là biển số xe đã biết được rồi, và ở đó là công ty đó là làm ở Bình Phúc. Mà nếu cái biển số xe đó là biển số xe của Quảng Bình ở Phú Hải của mình. Tức là cái biển số xe là của Quảng Bình mình. Dạ, nhưng mà cái công ty đó là công ty ở ngoài công Vĩnh Phúc. Công ty ở Vĩnh Phúc. Rồi biết biển số xe thì kiểu gì rồi công an họ cũng sẽ tìm ra thôi. Chắc cũng thế. Dạ. Bởi vì người ta đã biết biển số xe và chủ xe rồi mà. Dạ, dạ. Bởi vì người đó là người ta chỉ có thuê làm thôi. Nên cuối cùng người ta ra đi, biết hoặc không biết thì người chủ xe đó thì cũng đẩy xe đi, gọi là giống mình trốn á. Dạ. Như thế. Vâng. Nếu rồi trước sau chứ người ta biết và người ta bắt lại được. Vâng. Nhưng mà chú cái xe đó là xe tải à chú? Xe tải. Dạ. Chú đấy, còn nhớ biển số không? Chú có đọc được cái biển số không? Không, biển số lúc đó có thằng kia nó cũng quay một đoàn video của đoàn đó, nhưng mà bây giờ nó về rồi cái biển số xe đó không nhìn thấy, không, bởi cũng mờ quá mà. Chắc công an nó cũng biết cả. Hả? Dạ dạ. Nhưng mà bây giờ thì kiểu gì là cũng họ công an cũng sẽ tìm ra thôi. Dạ đúng. Cũng sẽ tìm ra thôi. Dạ. Thì cho được như thế thì còn tốt. Dạ. Bởi dạ. Vì thực ra là bây giờ cái sự việc nó xảy ra rồi cũng rất là đau lòng. Rất là tội nghiệp cho chị. Thì đúng rồi. Dạ. Bây giờ nhưng mà cũng phải tìm ra cái người gây tai nạn đó. Để rồi còn họ cũng phải có một cái phần trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là cho hai cháu. Dạ. Bởi vì một người mẹ trong nhà được một người mẹ làm chủ của, nuôi con ăn học, hai đứa nhỏ một tuổi ăn học, bây giờ mẹ mất đi giờ một tội nghiệp đó. Tội nghiệp. Hoàn cảnh của hai cháu là quá bế tắc. Trước đấy là mẹ thì cũng có vay mượn tiền để mua đất làm nhà, nhưng mà chứ hôm nay được mình mượn đất bên nữa là gì cùng bạn chị cùng đã bán đi rồi. Chứ đứa được cái căn nhà tầng này nữa thôi là hai anh em ở chắc cũng có cái miếng đất bên nữa mà. Nhưng mà chứ đấy là em đứng ra đứng ngoài là trung gian, em cùng nói lên để giờ các cha hảo tâm là giúp đỡ hai cháu, cũng như là để động viên hai cháu để cho hai cháu là học hành, được hết là vượt qua được cái thi cử, rồi để cho cháu
cháu đã có được một đôi đồng để nuôi em, cũng như là lo tán khỏi hậu sự cho mẹ. Chứ khi xảy ra việc đây thì trong gia đình cũng có đồng mô hết vay mượn là để lo hậu sự, thì chứ hôm nay giờ các gia hảo tâm để giúp đỡ lại cho em, để em có trang trải và nợ nần của mẹ để lại, để cho em có trang trải cuộc sống cho ổn định hơn. Thì trước mặt thay mặt em cảm ơn anh chị, sau đó cảm ơn các gia hảo tâm giúp đỡ em thêm để cho em vượt qua được cái nỗi đau. Em cảm ơn anh Khánh. Các nhà hảo tâm thì có duyên rồi, các cô chú có thể là có phần nào đó chia sẻ. Tuy nhiên thì mình là những người hàng xóm láng giềng thì cũng cố gắng là cũng cố gắng đồng viên các cháu chị nhé. Thì kính thưa anh chị, là tôi là người trực tiếp chủ nhiệm cháu. Năm nay là năm thứ ba rồi. Đó thì qua mỗi cái cuộc họp phụ huynh hay là qua những cái trao đổi á, đổi giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm, nó thường thường là cứ hay gọi điện là cho nhau qua trao đổi qua điện thoại. Thì tôi cũng có hiểu nắm được là hoàn cảnh của cháu. Nó thì cháu cũng thiếu thốn tình cảm của cháu là và chỉ con mỗi mẹ thôi. Bây giờ mẹ thì lại ra đi nên là em cũng rất là thiệt thôi. Thì ngày hôm qua thì cô với cả lớp, tập thể lớp, rồi hôm nay có bên ban giám hiệu là cũng có đến để đồng viên thăm hỏi gia đình. Thì nói chung là bây giờ trước mắt á, là em đã học sinh một lớp nhái rồi, thì cũng chuẩn bị là thi tốt nghiệp. Đó, mà bây giờ lại xảy ra cái hoàn cảnh nó rất là không mong muốn. Mong muốn thì bây giờ là cũng mong các cái tổ chức rồi là những cái mạnh thương quân á, để mà có điều kiện thì giúp đỡ hỗ trợ em để cho em vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này, và để tiếp tục con đường học tập, và trước mắt là để giúp cho em hoàn thành xong cái chương trình tốt nghiệp phổ thông. Sự việc đau lòng này xảy ra thì ai cũng xót xa chị ạ. Không những là những người thân trong gia đình của các cháu, mà chúng ta là những người mà biết về câu chuyện này, chúng ta cũng rất là xót xa do số phận của chị, và đặc biệt là cũng rất là thương cho các cháu. Mặc dù cũng lớn, tuy nhiên thì đang trong cái độ tuổi ăn học và chưa có khả năng lao động để có thể kiếm ra tiền để đảm bảo cuộc sống. Lâu nay cái nguồn thu nhập chủ yếu gia đình cũng chỉ phụ thuộc vào cái đồng lương của mẹ thôi. Mẹ thì làm thợ máy thì lương nó cũng không được nhiều. Đó, nói chung nó cũng còn đang thiếu thốn, nhưng mà cũng cố gắng là để cho cả em cho nó được bằng bàn bằng bè đó. Nhiều lúc nó cũng thấy cũng rất là thương hoàn cảnh của em. Cũng mong công an là tìm ra được cái xe gây tai nạn. Vật chất thì không nói, nhưng mà chỉ có một lời để đồng viên các cháu thôi. Là bà cũng mãn nguyện rồi. Bà cũng mong thế. Thì thực ra là đi trên đường đấy, nó là cũng cái rủi ro. Đúng rồi, cũng không ai muốn cái điều đó xảy ra cả. Tuy nhiên thì có thể là vì một cái nỗi sợ hãi nào đó, cho nên là tạm thời thì họ đang phải lạnh trốn một chút thôi. Nhưng dù có lạnh trốn do cái nỗi sợ hãi hay là cố tình đấy, thì rồi cũng sẽ, công an họ cũng sẽ tìm ra. Cho nên là mình cũng bây giờ sự việc mới xảy ra thì chúng ta cũng lo cho trong gia đình đã. Này cũng không làm khó họ. Nếu như họ đến đây cũng không làm khó. Chỉ cần một lời tinh thần của họ thôi. Gia đình ba cháu cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Giờ đó mẹ đi làm đấy, thì các cháu đã dậy để đi học chưa? Đi học. Đi học rồi hả? Sáng ngày hôm đó thì mẹ con có nói với nhau, có trò chuyện với nhau được điều gì không? Không. Không hả? Tội nghiệp quý vị ạ. Chỉ xảy ra một cái vụ tai nạn rất là thương tâm, ra đi một cách đột ngột. Cho nên là cũng không có một cái lời nào trước khi ra đi để dặn dò với con cái cả. Tội nghiệp quá. Hôm nay chú Khánh biết về cái câu chuyện của các cháu đấy, về cái sự việc rất là đau lòng này. Thì chú Khánh ghé đây thì cũng trước tiên là chia buồn cùng với các cháu nhé. Thứ hai nữa là con cũng thay mặt cho vài nhà hảo tâm có chút chia sẻ để
động viên và hỗ trợ một chút nho nhỏ gọi là tinh thần cho các em bà. Dạ. Thì quý vị ạ, ngày hôm nay khi mà Khánh đến đây thì Khánh thấy cái gia cảnh, cái câu chuyện mà các cháu mất đi cái người mẹ của mình rất là tội nghiệp. Cho nên là Khánh cũng xin phép được thay mặt cho bốn nhà hảo tâm có chút chia buồn với gia đình của hai cháu ở đây, và gửi thay mặt cho quý vị gửi đến hai cháu chút quà để động viên, hỗ trợ cho các cháu có thêm cái chi phí trong những ngày tới đây quý vị ạ. Đầu tiên xin được cảm ơn tấm lòng của chị Hoàng Thị Thanh Hằng ở bên Pháp đấy, chia sẻ chia buồn với các cháu là 500.000 đồng. Cảm ơn chị Hoàng Thị Thanh Hằng rất là nhiều. Thứ hai nữa là Khánh cũng xin phép thay mặt cho một nhà hảo tâm là người con của quê hương thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đó là em Nhật Tú. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở bên Anh Quốc đấy. Giúp đỡ cho hai em là 5.850.000 đồng nhé. Cảm ơn em Nhật Tú rất là nhiều. Thứ ba nữa là xin được cảm ơn sự chia sẻ của chị Thúy Nguyễn ở bên Canada, giúp đỡ cho các cháu là 100 đô la Canada nhé. Và cuối cùng đó là xin được cảm ơn tấm lòng của cô Mai Nguyễn ở bên Mỹ, giúp đỡ cho các cháu là 2 triệu đồng. Cảm ơn cô Mai Nguyễn rất là nhiều. Thì hôm nay lần đầu tiên Khánh đến đây và biết về câu chuyện này, thì cũng xin phép thay mặt cho các nhà hảo tâm có chút tấm lòng để gửi về để động viên và chia buồn cho các em, chia buồn với gia đình của chúng ta bà nhé. Dạ, thì tổng số tiền là 10.150.000 đồng. Thì đây là tấm lòng mà các nhà hảo tâm con thay mặt cho mọi người chia sẻ, chia buồn với gia đình của chúng ta. Dạ, Dũng nhé. Bây giờ thì mẹ cũng mất rồi, mọi thứ cũng sẽ càng khó khăn hơn. Cho nên là thôi thì của ít lòng nhiều, chú thay mặt cho các nhà hảo tâm động viên cho hai anh em nhé. Cố gắng kìm nén nỗi đau để rồi còn tiếp tục học tập nhé. Em thay mặt gia đình cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em trong những thời gian khó khăn nhất. Rồi cố gắng lên nhé. Em gái tên là gì nhỉ? Cháu gái Đăng Thi Hồng Thủy. Đăng Thi Hồng Thủy á. Rồi ba anh em, hai anh em cố gắng tự tin, cố gắng kìm nén nỗi đau để vượt qua cái lúc mà khó khăn này nhé. Thế thôi, hôm nay con cũng có dịp đi qua đây và biết về câu chuyện này đấy, thì con cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm qua để thăm hỏi và động viên các cháu một chút, động viên gia đình mình một chút bà nhé. Bây giờ thì con xin phép con về nhé. Cảm ơn cháu. Dạ, em có bạn bè của em ở đây chia sẻ chị ạ. Dạ. Vâng. Từ hôm qua đến giờ cũng có nhiều người chia sẻ về cái hoàn cảnh của cháu, cho nên nó cũng có chia sẻ trên mạng. Vâng. Vâng. Mình được sự quan tâm của nhiều người. Dạ. Thế thôi, con xin phép gia đình nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Anh về rồi. Rồi, cất tiền đi, cháu cất tiền đi.